chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Ma Vật. Thì hôm nay em xin hướng dẫn mọi người cách lắp thế vực cũng như là vệ sinh đầu in đối với chiếc máy Vin 4024 PIM này của hãng Vin đến từ Automic Nhật Bản nha mọi người. Thì đầu tiên em sẽ hướng dẫn mọi người lắp giấy vào mực trước ha. Thì để lắp giấy mực thì mình cần phải mở cái thùng máy lên. Để mở thùng máy thì mình mở bên hông này lên, kéo bên hông này lên này. Đây, mọi người có thể thấy kéo rất là. Thứ hai là mình phải bật cái cùng đầu in lên, mở cái cùng đầu in lên. Đây. Bật cùng nối, mở cùng nối in lên. Đây, mọi người có thể thấy không? Rồi tiếp theo sau mọi người có thể thấy đây là cái vị trí để đặt giấy này. Đây là máy in công nghiệp nên thường là để cái giấy là 100m đến 150m nên thường loại nó sẽ là loại lớn nên sẽ để vừa với lại những cái thanh sắt để cố định đây. Đây mọi người đẩy giấy vào thì nó sẽ vừa khít với lại cái loại giấy thông thường mình sẽ làm vừa khít với lại là những cái thanh chắn. Rồi tiếp theo mình sẽ luồn giấy qua cái đầu in. Đây mọi người có thể thấy là đây có cái nẹp màu trắng hai bên để cố định này. Thì mình luồn qua này. Sau đó mình di chuyển giấy sát vào phía bên tay phải của mình nhá. Đây, sau đó mình đẩy sát cái màu trắng này lại, hai cái kẹp này, giữ giấy màu trắng này lại nhá. Mục đích để giữ giấy lại để không cho giấy nó bị chảy ra chảy vào làm lệch content của mình. Cái giấy cái nẹp này mình để vừa sát với lại cái tờ giấy nhá. Tùy theo kích thước giấy. Tại vì máy có độ rộng là 4 in, maximum là 4 in. Mình có thể in nhiều kích thước khác nhau trong vòng 4 in đó. Đây mình kéo giấy ra khỏi cái đầu in để cho nó qua trục ruler màu trắng này. Dữ liệu là mình đã lắp giấy. Ok. Tiếp theo thì em sẽ hướng dẫn mọi người cách lắp mực. Thì em đã chuẩn bị một cuộn mực thì thường mực sẽ có hai loại. Đó là mực inside và mực outside. Thì đầu tiên mình phải phân biệt được là mực này là mực inside hay là outside. Bình thường thì chủ yếu mực outside là phần nhiều, nhưng cũng có một số loại đó là mực inside. Mình thử bằng một số cách là ví dụ như mình nhìn vào, nếu mà những người quen nhìn vào mặt nhám bên ngoài này, đây là mặt nhám nghĩa là mặt mực, còn mặt bóng là người mặt không mực. Còn nếu những người không biết thì mình có thể lột một tấm TK là mình dán thử. Nếu mình dán vào mặt bên trong này này thì lớp keo dán xuống thì không có mực nha. Còn lớp ngoài dán này thì mình sẽ thấy là có mực bám lên trên cái lớp keo này, nghĩa là mặt mực ở phía bên ngoài. Mục đích mình xác định cái mặt mực này để mình lắp cho đúng vị trí. Nhiều khi mình in mà ra tem mà không ra nội dung gì trên hết, ra giấy trắng thì mình biết là khả năng cao là mình đang lắp ngược mực. Các bạn có thể thấy là đây có hai cục màu trắng. Thì cái vị trí lắp cái cuộn mực là phía sau này. Phía trước này là để mình lắp cuộn thu. Đây là mực outside cho mặt mực bên ngoài. Thì mình cho áp xuống mặt giấy theo hướng như thế này để mình lắp cho đúng ngắt. Rồi mọi người để sát vào này. Đây, cái loại mực nó cũng sẽ vừa với khít với lại cái loại của đi theo máy này. Đây, để sát vào. Khi mà mua mực thì thường nhà cung cấp sẽ cung cấp cho mình một cái loại giấy này để sau khi cuốn lại in xong mình sẽ vứt bỏ. Thì cái này là sẽ đi theo cuốn mực mới nhá, không phải đi theo máy. Đây, thì mình sẽ bỏ qua để là vào trước đây. Đối với mực mình cũng luồn qua cùng đầu in giống như in như giấy, mà nhưng mình luồn ở phía trên này. Mọi người thấy ở đây có một cái khe để lên để xuống đi. Giấy thì mình để ở dưới này ha, còn mực thì mình để cái luồn phía trên này. Đây luồn qua vị trí mực mình luồn qua phía trên này. Đây. Rồi tiếp theo mình luồn phía xuống phía dưới cái cuộn mình luồn phía xuống phía dưới nhá. Nếu mà mọi người có thể là không biết, mọi người có thể nhìn cái bản hướng dẫn ở đây có hướng dẫn rất chi tiết. Đây là mực hướng đi của giấy như thế nào. Ở đây mình luồn phía xuống dưới này. Phía sau mình luồn lên này. Mình có thể là lấy một cái đĩa đầy can mình cố định lại cái vị trí ở đây, hoặc là mình có thể là giữ tay này. Nếu mình làm quen mình có thể giữ tay mình cuốn 2-3 vòng thì nó cũng sẽ tự động cố định lại này ha. Đây rồi mình kéo cái giấy ra. Mọi người nhớ lưu ý là kéo giấy cho nó ra khỏi cái vị trí của trục ruler ha. Sau đó mình đóng cái đầu in xuống. Đây đóng cùng đầu in xuống. Nghe cái tắc cái này nó đóng xuống là nghĩa là mình đã lắp xong mực. Cho đó là mình cắm điện và tiến hành in bình thường. Thế thì mình cắm điện, bật công tắc lên và tiến hành in bình thường. Thì giờ em sẽ bấm fix để cho mọi người xem là giấy nó. Đây, thì lúc mà đã lắp xong hoàn thành được giấy mực rồi á, thì máy nó sẽ không còn báo lỗi hoặc báo đỏ nữa. Đây thì mình đã lắp được giấy mực ra đúng gấp giấy để xé. Thì quá trình lắp giấy mực đã thành công. Thì sau khi các bạn
sau khi mình đã hướng dẫn các bạn cách là lắp giấy mực thì mình cũng hướng dẫn luôn mình cách đó là vệ sinh máy. Vệ sinh máy là mục đích của cái việc vệ sinh này, đó là mình bảo quản được máy tốt hơn sử dụng, với lại nhiều khi là mình in cái bản in ra cũng được sắc nét hơn, đẹp hơn. Nhiều khi mình thấy bản in mờ hoặc là bị mất nét thì mình có thể là vệ sinh để bụi nó dính lên phía trên đầu in làm cho cái bản in được không được tốt. Cái thứ hai là cái đầu in là nơi tiếp xúc với giấy mực và cũng như là chảy nhiều thì bụi bám vào, lúc mà để một trong quá trình quá lâu thì dẫn đến là xước đầu in, thì cái việc xước này thì không có thể cách nào sửa chữa hết và phải thay đầu in mới, thì cái chi phí này rất là cao. Nên mọi người cần vệ sinh máy cho nó hợp lý với lại đúng cách thì mình có thể bảo quản được máy tốt hơn năm. Thì để vệ sinh thì mình sử dụng cồn 90 độ nhé, với lại là bông gòn, thì hai cái này thì có thể là mua rất dễ ở bên ngoài miền thuốc tây hoặc là bất kỳ đâu có thể bán rất nhiều. Thì mình sẽ lấy một ít bông gòn nha, rồi tẩm lên một ít cồn, mình tẩm cho nó ướt vừa đủ ha. Rồi tiếp theo thì mình để vệ sinh thì mình cần mở cái nắp đầu in lên. Mọi người có thể tắt máy cho em trước khi vệ sinh không? Thì có thể mở nắp máy lên, mở nắp máy bằng cách là bật cái cần gạt ở đây thì máy sẽ bung lên. Rồi sau đó mình sẽ di chuyển cái vị trí của mực này đi ra một bên và lấy giấy. Thì cái vị trí cần vệ sinh là phía dưới này. Đây là cái cùng đầu in của máy. Đây mọi người có thể thấy ha, cái đường này. Thì mình cái cồn với là bông gòn em vừa mới tẩm, bông gòn em vừa mới tẩm cồn ha. Thì mình vệ sinh là mình kéo qua một đường như thế này. Đây, mọi người lưu ý là mình kéo qua một đường thôi ha. Sau đó mình lấy một cái miếng bông gòn khác, mình kéo qua. Thì trong quá trình vệ sinh nếu mình có mang nhẫn hoặc là đồng hồ hoặc là những cái vật sắc nhọn thì mình lưu ý là mình đừng có để cà sát hoặc là cà mình vào cái vị trí đầu in này. Tại vì cùng nó cũng là một tác nhân làm cho xước đầu in. Mà xước đầu in thì như này em vừa nói là chỉ có thay thế và giá thành nó thì hơi cao. Đây, thì mình vệ sinh kỹ cái này, mọi người nhớ là thay bông gòn liên tục ha. Đừng có sử dụng một miếng mà chà tới chà lui, tại vì nhiều khi là bụi bẩn nó dính ở trên này, cát nó dính trên này, mình chà tới chà lui làm nó rẹt. Rồi tiếp theo thì mình vệ sinh luôn cái trục ruler là trục cao su màu trắng ở dưới này. Thì đây là nó cùng tiếp xúc trực tiếp với lại là giấy mực, cũng như là trong môi trường nếu mà quá bụi bẩn thì cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái chất lượng in và chất lượng của cái đội tác nhân là dẫn đến hư hỏng đội in này. Đây đó, thì đây là cách mình vệ sinh hai cái vị trí này giúp em cho nó sạch và đảm bảo. Thì thời gian mình cần vệ sinh nếu các bạn in nhiều thì mình có thể là 10 đến 20 10 cuộn giấy in 100m mình có thể vệ sinh một lần, còn nếu mà mình in không tới cái tới công suất đó thì mình 3 đến 5 ngày các bạn có thể là vệ sinh một ngày hoặc là một lần cũng được. Thì vừa rồi em đã hướng dẫn cho mọi người cách lắp đặt giấy mực cũng như là cách mình vệ sinh máy đúng cách để có thể là bảo quản được máy có tuổi thọ được tốt hơn. Thì nếu mọi người có thắc mắc hoặc là cần biết thêm chi tiết về những chiếc máy in này hoặc là những chiếc máy in mặt vật, mọi người có thể liên hệ tới công ty Thế Giới Mặt Vật qua số hotline 1900 3438 hoặc là trang web thegioimatvat.com để được tụi em hỗ trợ. Nếu thấy video này hữu ích, mọi người có thể nhấn like và subscribe kênh YouTube của công ty Thế Giới Mặt Vật để được theo dõi những video tiếp theo. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.